Chào mừng quý khách đã đến với chuyến bay mang số hiệu VG2018 của hãng hàng không Vietjet Air. Hôm nay chuyến bay của chúng ta rất hân hạnh để đón chào những hành khách đặc biệt. Đó là các nữ cầu thủ rất nóng bỏng và sexy đang đá cho đội tuyển FC chân dài của Vietjet. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu sơ qua đội hình đặc biệt này. Đứng trong khung thành là thủ môn Mai Ngô. Với chiều cao nổi trội, sải tay dài là có chất để cô trở thành một thủ môn hàng đầu. Các cầu thủ khác trước khi ra sân thì khởi động, còn riêng với Mai Ngô thì cô lại ngồi cặm cụi kẻ lông mày. Đúng là một cầu thủ đặc biệt. Vị trí trung vệ xin dành cho Minh Tú. Thân hình cô tuy mỏng manh nhưng cũng không kém phần rắn chắc. Các tiền đạo muốn vượt qua Minh Tú là một điều không hề đơn giản. Nếu muốn nói chuyện với chị thì trước tiên phải bôi cái môi thâm vào đã. Đá cặp trung vệ với Minh Tú là Phí Phương Anh, quán quân The Voice 2016. Sở hữu chiều cao lý tưởng của một trung vệ là 1m74. Phí Phương Anh có thể hóa giải các pha không chiến dễ dàng như đẩy xe hàng. Cô cũng rất hay tham gia tấn công trong các tình huống cố định và ghi các bàn thắng quan trọng cho FC chân dài. Hậu vệ cánh phải là Trúng Huyền Thanh, á quân The Voice 2016. Trong trường hợp phải đối đầu với các đội bóng nam thì nét đẹp sắc sảo và gương mặt khả ái của Huyền Thanh sẽ khiến các chàng trai đội bạn phải chết mệt. Chả thèm đá bóng gì sất, chỉ lo quay sang mà ngắm Huyền Thanh của chúng ta mà thôi. Hậu vệ cánh trái là Lily Nguyễn, cũng là một cầu thủ rất tài năng khác bước ra từ The Fay. Lily Nguyễn sở hữu thân hình nóng bỏng đầy gợi cảm của một siêu mẫu hàng đầu. Đảm bảo mỗi khi ra sân thi đấu là các khán đài của sân vận động sẽ chật kín khán giả là các cánh mày râu, vừa xem vừa rớt nước miếng nhìn theo từng bước chạy của Lily Nguyễn. Ngọc Trinh với ngực tấn công và mông phòng thủ sẽ rất thích hợp cho vị trí tiền vệ trung tâm. Cô sẽ dễ dàng phát động những đường tấn công sắc bén lên trên và đánh chặn tất cả những đường bóng của đối thủ. Ngoài ra, Ngọc Trinh còn có khả năng sút phạt rất vi diệu. Chạy bóng sẽ bay theo một quỹ đạo cong rất khó đoán. Cong ý như những đường cong trên cơ thể của Ngọc Trinh vậy. Khoan La Đa, một cầu thủ rất tài năng đến từ xứ sở Chùa Vàng sẽ chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái. Khoan La Đa vừa đoạt ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Thái Lan. Cô sở hữu một tốc độ đáng nể khi thường xuyên phải chạy trốn cánh báo chí và các tay săn ảnh. Tốc độ dốc bóng trên sân cũng rất là căng. Khoan La Đa chính là cơn lốc của FC chân dài bên hành lang cánh trái. Tiền vệ cánh phải là Khánh Ngân, người vừa đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn Cầu. Trước đó cô cũng từng tham gia rất nhiều cuộc thi như Hoa hậu Việt Nam, Hoa khôi du lịch, The Fay. Chứng tỏ đây không chỉ là một cầu thủ tài năng mà còn rất đa năng nữa phải không các huynh đệ. Nữ cầu thủ Ngọc Quyên sẽ đảm nhận vị trí tiền đạo phải trong sơ đồ 4-3-3. Đây được biết đến là một cầu thủ rất đa năng. Khi ngoài thời gian cống hiến trên sân cỏ, cô còn là một người mẫu, một diễn viên tài năng. Vừa đá bóng giỏi lại còn diễn hay. Đây chính là một người mà chúng ta cần trong đội hình FC chân dài. Cái tên Trường Chỉ Trúc Diễm chắc hẳn không còn xa lạ với người hâm mộ. Trong đội hình này thì Trúc Diễm sẽ đảm nhận hành lang bên phía cánh trái, thực hiện những đường tạt cánh, căng ngang vào khu vực cấm địa. Với kỹ thuật khéo léo thì cô cũng có thể ngoặt bóng vào trung lộ và tung ra những cú sút xa uy lực đầy hiểm hóc. Vị trí tiền đạo cắm xin được dành cho Celine Frick, siêu mẫu vạn người mê đến từ nước Mỹ, với các số đo lý tưởng là 89, 61, 87. Ba vòng của cô nhạy cảm bao nhiêu thì những pha chạy chỗ phá bẫy việt vị rồi sau đó dứt điểm của cô cũng nhạy cảm bấy nhiêu. Các hậu vệ đối phương hãy cẩn thận coi chừng. Huấn luyện viên trưởng của đội hình này không ai phù hợp hơn Phạm Hương. Với kỹ năng từng làm huấn luyện viên ở The Fay, cô sẽ dễ dàng chỉ đạo đội bóng và nâng tầm các cầu thủ trong đội. Phạm Hương cho biết vị trí huấn luyện viên không có chỗ dành cho hoa hậu thân thiện. Do huấn luyện viên Phạm Hương thường xuyên phải đi chạy sâu nên nếu không quản lý được đội bóng, tất cả sẽ được giao cho trợ lý huấn luyện viên là nữ hoàng game online Vi Hà. Nghe đến tên nữ hoàng game online thì các bạn chắc cũng đã đoán ra rồi, Vi Hà đá PES hay FIFA thì khỏi bàn luôn. Nên các chiến thuật đội hình Vi Hà đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cơ trưởng đã sẵn sàng.
Các hành khách cho FC chân dài của chúng ta xin hãy ngồi yên vị trí, thắt dây an toàn. Vậy là đội hình Vietjet Dream Team đã lộ diện nóng bỏng và cuốn hút hơn bao giờ hết. Các bạn hãy nhanh tay book vé tận hưởng mùa lễ hội rộn ràng cuối năm cùng Vietjet để nhận ngay bộ lịch với sự góp mặt của 3 siêu sao trong đội hình hot nhất mọi thời đại nhé.